Trang Trận chê thẳng mặt người mẫu khi đi xem show thời trang. Trở thành khách mời của show thời trang, người mẫu Trang Trận góp ý thẳng mặt một cô gái vì các quát tệ. Tối ngày 5 tháng 9, Trang Trận cùng loạt người nổi tiếng được mời tham dự show diễn của siêu mẫu Lan Khuê. Tuy nhiên, trong lúc xem người mẫu các quát, chân dài gốc Hà Nội đã thẳng thừng ghi video lại và nói: "Trang đờ nên đi về hộ tôi cái, đi xấu quá." Khủng khiếp, thật là nhạt nhẽo. Trang Đơ là biệt danh của Trần Thị Thùy Trang. Cô nàng từng tham gia một chương trình người mẫu lớn tại Việt Nam nhưng không để được ấn tượng mạnh vì gương mặt không cảm xúc, nhạt nhòa. Bên cạnh đó, trong video Trang Trần ghi lại cũng cho thấy Thùy Trang gây thất vọng với cách ca quát thiếu năng lượng, gù lưng và kém chuyên nghiệp dù đã hoạt động lâu trong nghề. Tuy nhiên, một số người cho rằng Trang Trần nên góp ý khéo léo hơn để tránh đem lại cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Trang Trần sinh năm 1985, quê Hà Nội. Cô là người mẫu kim diễn viên có tiếng trong làng showbiz Việt và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong nhiều show diễn thời trang. Tuy nhiên, năm 2014, Trang Trận tuyên bố giải nghệ vì cảm thấy các xê người mẫu quá thấp. "Tôi cảm thấy chiều cao của tôi quá thấp, rất khập khiễn với sàn diễn thời trang hiện tại, mặc dù mình đã có tên tuổi và chỗ đứng riêng. Nhiều nhà thiết kế gọi hoài nhưng tôi đã từ chối rất thẳng thừng vì giờ các xê cho người mẫu thấp quá. Không phải tôi kinh doanh mà tôi không muốn hạ vị trí của mình xuống." Người đẹp sinh năm 1985 từng chia sẻ lý do rời bỏ sàn diễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.